9 triệu, một mức giá mà mình có thể nói là không thể tưởng tượng nổi cho chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra này. Bởi vì nó có quá nhiều thứ hợp lý ở trên đây và có quá nhiều thứ còn ngon nghẻ ở trên đây. Và trong video này, mình sẽ cùng các bạn chia sẻ lại về Galaxy S20 Ultra để xem là nó ngon ở những thứ gì, nó tốt ở những thứ gì và là xứng đáng ở những thứ gì nhá. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Đừng quên để lại một like và một subscribe để đón chờ những video mới nhất. Trước tiên thì sẽ phải là mua ở đâu mà có giá 9 triệu thì đây, Di động Mỹ sẽ là nơi để cho các bạn có thể tham khảo, bởi vì ở đây hàng ngon, nghẻ, các thứ đều ok, dịch vụ hậu mãi tốt để cho anh em có thể mua. Cái thứ nhất, nếu như bạn là một người quan tâm đến mặt thương hiệu trên một chiếc smartphone, muốn có một thương hiệu nó cao cấp một tí, nó không đến từ Trung Quốc thì ok, chiếc máy này đáp ứng được. Bởi vì là với mức giá khoảng tầm 9 triệu bỏ ra thì đây cũng không phải là một mức giá gọi là thấp đối với mặt bằng chung, nó vẫn bằng lương của một người đi làm văn phòng. Thế nên chúng ta hoàn toàn có thể đòi hỏi ở cái mặt thương hiệu trên một chiếc điện thoại với tầm giá này. Thì Samsung chúng ta đều biết đây là một thương hiệu đến từ thị trường Hàn Quốc và cũng rất là nổi tiếng. Nếu như không muốn nói, nó thuộc top 1, top 2 trong thế giới điện thoại smartphone hiện nay. Nhưng tất nhiên thì ở đây mình đang nói tới việc là thương hiệu smartphone phổ thông nhá, chứ không phải là thương hiệu theo kiểu là luxury, kiểu là vơ tu này kia. Đấy, lúc nào những con máy đấy nó cũng sẽ có thương hiệu hơn. Nhưng các bạn vẫn phải đồng ý với mình, đấy là Samsung Galaxy S20 Ultra vẫn là một con máy có thương hiệu rất tốt, hay là có một cái độ nhận diện rất tốt ở trong thế giới smartphone hiện nay. Thứ hai, bạn là một người quan tâm đến cái sự thực dụng trên một chiếc smartphone, muốn có tất cả những gì tốt nhất, có những trải nghiệm tốt nhất trên một chiếc máy, thì Galaxy S20 Ultra mình khẳng định là nó cũng có thể mang tới cho các bạn cái trải nghiệm tốt ở mọi mặt được. Cái mặt thứ nhất đó chính là màn hình hiển thị, thì đây là một trong những con máy có màn hình tốt nhất ở trong mức tầm giá. Bạn có một cái màn hình kích thước rất lớn lên tới là 6.9 inch, độ phân giải 2K+ và tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tức là thế hệ thứ hai của màn hình Dynamic AMOLED. Nó đã có những cải tiến về độ sáng, về độ tương phản, về màu sắc để chúng ta khi mà sử dụng với nhiều tác vụ nhìn nó đã mắt hơn, nó sướng hơn. Và khi các bạn cần có tần số quét cao thì chiếc máy này cũng có thể đáp ứng được, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể hạ độ phân giải và tăng tần số quét ở 120Hz. Thế nên có thể thấy màn hình của S20 Ultra nó cũng hội tụ đủ những yếu tố mà các bạn cần trên một chiếc smartphone ở thời điểm hiện tại đấy chứ. Chỉ tiếc đấy là Samsung vẫn muốn ém hàng một tí, vẫn muốn giữ những cái công nghệ gọi là tốt nhất cho những chiếc smartphone mới, nên ở cái thời điểm của chiếc máy này vẫn chưa có độ phân giải 2K cộng với tần số quét 120Hz giống như một số những chiếc máy khác, ví dụ như là Find X2 Pro ở thời điểm đấy này, hay là chúng ta có OnePlus 8 Pro ở cái thời điểm đấy này đã có 2K và 120Hz. Trong khi đó thì chiếc máy này chỉ có một là 2K, hai là lựa chọn Full HD 120Hz mà thôi. Hay là với cấu hình thì Galaxy S20 Ultra bây giờ vẫn có một cấu hình rất rất ngon đấy chứ. Qualcomm Snapdragon 865, các bạn có 12GB RAM và các bạn sẽ có 128GB nhớ trong. Với những tác vụ sử dụng hiện tại thì con này mà các bạn bảo không mượt nữa thì còn con nào mượt ở tầm giá 9 triệu hả các bạn? Mở app rất nhanh, chuyển đa nhiệm cũng mượt, và chúng ta chơi game thì vẫn có thể để setting cao, thậm chí các bạn vẫn có thể chơi được Genshin Impact nếu như chúng ta set một cấu hình vừa phải, hoặc là chúng ta kết hợp với những quạt tản nhiệt sâu lạnh chẳng hạn, thì cái hiệu năng của nó vẫn rất đáng nể đấy. Mặc dù đối với One UI hiện nay nó vẫn chưa được tối ưu hóa tốt 100%, minh chứng thì đôi khi chúng ta vẫn gặp giật lag, hoặc là đôi khi chuyển đa nhiệm thì nó vẫn chưa được ok cho lắm, nhưng đó sẽ chỉ là những cái trải nghiệm đôi khi chúng ta sẽ gặp mà thôi, chứ không phải là gặp thường xuyên hay là gặp quá nhiều lần trong vòng một ngày, nên các bạn cũng không cần phải lo lắng. Nói chung là cái trải nghiệm tổng thể về cái cấu hình này, về cái hiệu năng này thì nó vẫn tốt, quá tốt ở tầm giá 9 triệu đồng. Hay là tới với camera thì Samsung Galaxy S20 Ultra vẫn là một chiếc máy nó quá đầy đủ những cái cảm biến mà các bạn cần đi. Mỗi cảm biến thường với độ phân giải cao 108MP nó có. Một cái camera góc siêu rộng để khi chúng ta đi du lịch, chúng ta đi chơi có thể chụp được nhiều cảnh vật hơn. Nó cũng có một cái camera siêu zoom để có thể zoom từ nhà ra phố, từ căn nọ sang căn kia, từ chỗ nọ sang chỗ kia. Nó cũng có đứng ở bên trên nhìn xe dưới đường, thoải mái luôn. Nó cũng có. Và đặc biệt hơn, đây cũng là chiếc máy mang tới cho các bạn một khả năng quay video rất tốt để chúng ta có thể mang đi chơi, quay vlog, hay là chúng ta cũng có một camera selfie chất lượng để quay video bằng camera trước cũng ngon lành luôn. Thế nên các bạn có thể thấy từ mặt hiển thị, từ mặt nhìn, từ mặt trải nghiệm hàng ngày, từ mặt chụp ảnh, nó đều cân bằng mọi yếu tố và nó đều nằm ở mức từ tốt trở lên.
nên nó lại xứng đáng dành cho cả đối tượng thứ hai. Và cuối cùng là cái thứ ba, nếu như các bạn cần một chiếc máy vẫn có vòng đời ổn định trong vòng 2 cho tới 3 năm nữa thì đây cũng là một chiếc máy kéo dài được vòng đời lên tới 2 năm. Thế nhưng mà các bạn cần phải lưu ý đó là năm nay hoặc là trong đầu năm tới chúng ta sẽ chỉ nhận được phiên bản cập nhật phần mềm cuối cùng cho chiếc máy này, tức là phiên bản Big Update nâng cấp Android cho chiếc Galaxy S20 Ultra, bởi vì nó đã nhận được phiên bản Android thứ 3 rồi. Và với những chiếc máy flagship đến từ nhà Samsung, chúng ta sẽ có 3 năm nhận Android mới và 2 năm còn lại sẽ chỉ nhận được những phiên bản cập nhật và lỗi bảo mật mà thôi. Thì chiếc máy này vẫn còn nhận được một bản Android và 2 năm cập nhật bảo mật, nên chúng ta vẫn sẽ có tổng cộng ở khoảng là hơn 2 năm nữa vẫn được hỗ trợ về mặt phần mềm, và vòng đời của nó cũng sẽ còn kéo dài được hơn 2 năm nữa. Thế nên ở cái mặt vòng đời, nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu cho các bạn. Tổng kết lại, Samsung Galaxy S20 Ultra với mức giá là khoảng 9 triệu đồng thì nó vẫn còn rất rất nhiều thứ xứng đáng để lựa chọn, từ một cái trải nghiệm tổng thể rất là ngon từ mức tốt trở lên cho tới việc thương hiệu hay là tới cái vòng đời của nó. Còn các bạn thấy sao về chiếc máy này thì hãy comment để ý kiến của bạn phía bên dưới phần luận của video. Còn video này thì dừng lại tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.